đồng SCF là FPT. À, rất là tuyệt vời ạ. À. Và bây giờ thì chắc cũng đã đến thời gian được chúng ta bắt đầu buổi làm việc Zoom ngày hôm nay. Hư xin chào tất cả các cô chú anh chị em đang có mặt trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay ạ. À. Lời đầu tiên thì Hương xin chúc xin gửi đến tất cả các cô chú lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Để làm quen với cả nhà thì Hương xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân. Họ tên đầy đủ là Võ Thị Hương, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất là biết ơn ekip chương trình FSB Việt Nam đã cho Hương cái cơ hội làm chiếc cầu nối cho buổi Zoom ngày hôm nay. Đây là một cái buổi Zoom thật là tuyệt vời. Chương trình Zoom của ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho chúng ta về cái quỹ Hackathon. Thì cũng như tất cả các cô chú anh chị mình cũng đã biết thì thị trường tiền điện tử đã bắt đầu sôi động trong 2 tháng trở lại đây. Đó là một cái tín hiệu chuẩn bị cho một cái mùa uptrend của năm 2024 và 25. Thì có nhiều đồng tiền điện tử cũng đã tăng gấp 2, gấp 3, gấp 5 và thậm chí gấp 10. Và nhiều dự án thì cũng đang chuẩn bị list sàn để mà chào đón cho cái chu kỳ sắp tới. Và đây cũng sẽ là cái cơ hội cho chúng ta có thể nhân cái tài sản của mình lên nhiều lần. Như vậy thì đây là một cái cơ hội lớn. Như vậy thì cả nhà chúng ta có mong muốn là nghe cái cơ hội đó không ạ? Nếu chúng ta sẵn sàng thì chúng ta hãy tương tác với em Hương, bấm vào trong cái phòng ô chat ở trong phòng Zoom là sẵn sàng, để em Hương sẽ tiếp tục mời lên đây một người tuyệt vời. Rồi, cảm ơn cả nhà đã có sự tương tác nha. Thì Hương sẽ mời lên đây một người anh mà Hương rất là ngưỡng mộ ha. Anh là một lãnh đạo, một người có kiến thức sâu về crypto cũng như là về blockchain, và là một người lãnh đạo dẫn dắt đội nhóm rất là tuyệt vời, và cũng là một nhà đầu tư rất lớn trong cái dự án SCF cũng như bây giờ là FSB, và không ai khác đó chính là lãnh đạo Lê Triều Minh Khoa. Em Hương xin mời anh Khoa. Anh Khoa có trong phòng Zoom chưa ạ? Rồi, xin chào, cảm ơn Hương. Hồi nãy giờ ở đây chúng ta tất cả các thành viên đều 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 chờ đợi và nôn nóng ha, sau cái ngày gọi là cái ngày đầu năm, và ban tổ chức cũng trao quyền cho mình lên Zoom để chia sẻ, cũng là lấy một cái chúc khí lộc đầu năm. Thì ở đây chúng ta có 60, gần 60 thành viên ha. Thì chúc mừng, chúc phúc cho các anh chị đã là những cái thành viên đã tham gia cái nền tảng SCF. Thì hồi nãy giờ các anh chị cũng đã trong cái lúc giờ chờ đợi đó, anh chị có xem những cái đoạn clip đó, thì chúng ta thấy là có một cái nền tảng, có một cái công ty gì đó, một cái cơ hội gì đó mà nó rất là trước giờ chúng ta sẽ thấy là nó một cái thứ gì đó mà chưa bao giờ chúng ta trải nghiệm. Thì hồi nãy ông CEO của SCF cũng có nói là chúc mừng năm mới, thì chúng ta phải tìm một cái cơ hội gì đó nó mới, đúng không anh chị? Nó mới thì chúng ta mới chúc được mừng năm mới được, chứ không lẽ bây giờ chúng ta cứ chúc là mang phát tài phát đạt thì cái điều đó nó cũng sẽ rất là bình thường. Nhưng mà khi mà anh chị gặp một cái người nào đó, một cái người bạn, và chúng ta trao cho một họ một cái cơ hội mới, một cái kiến thức mới, và là một cái gì đó nó mới mẻ, thì họ sẽ đón nhận hào hứng hơn, và cũng chúc mừng là chúng ta đang ở cái năm 2024. Thì gần đây anh chị cũng đã nghe ha, cái năm này là một cái năm rất là đặc biệt lắm, đặc biệt cho những cái thị trường tiền điện tử. Giống như hôm nay anh chị mở cái điện thoại ra, anh chị thấy là cái Bitcoin nó cũng tăng ha. Đó là một cái dấu hiệu để anh chị hiểu là trong cái năm nay, nếu anh chị lựa chọn trong một cái ngành kinh doanh,
một cái ngành kinh doanh mà về về kỹ thuật số hay tốc độ gì đó thì nó sẽ tăng cái tốc độ thành công của chúng ta, bởi vì cái năm 2024 này là một cái năm vật chất mà nếu chúng ta kinh doanh, tức là chúng ta làm những cái công việc về về công nghệ thì cái tốc độ về thành công của chúng ta nó sẽ nhanh hơn, nhưng với điều kiện là chúng ta phải chọn lựa đúng. Thì cảm ơn Hương ha. Rồi thì Khoa cũng đóng góp thêm một cái phần nữa là đối với cái trải nghiệm của mình á, mình cũng chia sẻ là bằng hôm nay là ngày năm mới, do đó mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái trải nghiệm của mình. Thì các anh chị biết rồi đó, trong cái năm nay nếu mà anh chị đã cái năm vừa rồi đó thì chúng ta thấy là cái nền kinh tế hay là cái công việc kinh doanh của chúng ta, cho dù nó gặp có nhiều khó khăn hay là gặp nhiều cái vấn đề, hay là chúng ta tham gia một cái mảng đầu tư hay là cái gì đó, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta mất rất là nhiều. Nhưng nếu năm nay mà anh chị đón nhận, anh chị chọn lựa một cái công việc đúng á, thì nó có thể nhanh hơn, tức là cái tốc độ thành công nó sẽ lấy lại những cái gì anh chị đã mất nhiều hơn và nhanh hơn, giống như anh chị đang lựa chọn một cái cơ hội ở SCF. Bởi vì Khoa thấy là ở trong đây anh chị, tất cả mọi thứ nó gọi là all in one, tức là anh chị nhìn anh chị đi tìm ở đâu những cái dự án khác thì trong cái SCF này nó đầy đủ hết, nó đã chuẩn bị đầy đủ hết, và nó là một cái hệ sinh thái. Và một cái điều mà anh chị lưu ý, chúng ta sẽ tiếp cận thêm, tức là khi anh chị tham gia cái nền tảng SCF này, anh chị sẽ bắt gặp là thì ra chúng ta học thêm rất là nhiều điều mà trước đây chúng ta đã từng biết ở trong cái nền tảng crypto, hay là một cái thị trường crypto, hay là một cái thị trường blockchain, những cái từ khóa mới. Và anh chị sẽ nói ra, mọi người sẽ nói cái này họ hoàn toàn chưa biết anh chị, bởi vì ở một cái nền tảng CF nó sẽ hội tụ nhiều cái công nghệ, giống như anh chị có coi cái đoạn clip nó nói về công nghệ Atomic, hay là một cái chuỗi chuỗi kép song song, hay là một cái xuyên chuỗi tốc độ cao, hay là một cái mạng cộng đồng cho cái mạng cộng đồng tiêu chuẩn cao anh chị. Tức là những cái từ khóa đó nó là hoàn toàn mới mẻ đối với những cái kiến thức ngày xưa mà anh chị đã từng biết. Thì chúng ta ở đây là cũng là những cái người may mắn. Khoa thực sự thấy là chúng ta là người may mắn, bởi vì sao? Bởi vì SCF cũng như cái nền tảng blockchain này nó vẫn chưa được cái cộng đồng ở ở thế giới họ họ đón nhận, họ 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 biết được, bởi vì cái dự án chúng ta vẫn còn trong cái gọi là cái trứng mà nó chưa có nở nha anh chị. Thì chúc mừng các anh chị đã là cái người dám tiên phong và tham gia cái nền tảng này. Thì hôm nay Khoa cũng sẽ là cái người trình bày thêm cho những anh chị được là cái FP là gì. Rồi, ok, Khoa xin phép share cái màn hình nha. Hồi nãy giờ mình nói một mình quên quên giới thiệu, cũng cũng là ở đây chúng ta có 57 thành viên, có thể là những người đã biết đây Khoa trước đây, nhưng mà có thể là những người mới tham gia. Thì Khoa xin giới thiệu, Khoa tên là Lê Trung Minh Khoa. Thì hôm nay Khoa đã cũng sinh năm 1977 ha. Mình cũng may mắn là mình có một cái cơ hội là khi mình làm cái công việc về 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 IT đó, thì mình may mắn là lúc mà 20 năm 1919, mình cơ hội là mình được tiếp cận internet sớm, và mình có một cái trải nghiệm xuyên suốt suốt mười mấy 20 năm trong cái công ty, và mình tìm hiểu và mình trải nghiệm rất là nhiều. Và 2015 mình nghỉ cái công ty, mình cũng cũng tham gia một cái viện blockchain Hồ Chí Minh là chuyên về cái mảng blockchain và đào tạo về làm sao phổ cập blockchain, hay là hướng tới mọi người là phòng chống scam. Thì trong thời gian đó mình cũng đã đọc rất là nhiều sách, và mình cũng đã biết cách làm sao giúp cho mọi người hiểu được để kiểm tra được những cái thứ mà nó đang blockchain chính thống, và những cái thứ mà để giúp cho các anh chị bảo vệ được cái tài sản, hoặc là
khi mà anh chị tham gia, anh chị bảo vệ được cái tài sản của mình trên cái nền tảng blockchain. Rồi, xin phép ha, mình sẽ share cái slide. Rồi, chúng ta ở đây chúng ta có 58 thành viên, cũng là một cái đầu năm mới, và chúng ta có cơ hội tham gia một cái nền tảng còn rất là non trẻ, nhưng mà nó đầy đủ những cái công nghệ và cái kỹ năng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem SCF là gì, và cái tập đoàn này nó là cái gì mà hổm rày nó cứ rộn ràng nó chỉ show ra mà nó không có được public trên cái cộng đồng blockchain cũng như là những cái bài báo bài viết. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta may mắn đang trong cái giai đoạn chưa được công ty nó launching, tức gọi là nó còn những cái thứ đó gọi là bên bên nền tảng nó chạy trong cái cộng đồng nội bộ. Thì cũng chia sẻ cho các anh chị 58 thành viên ở đây là cũng biết là cái điều mà anh chị phải phải công nhận là cái nền tảng blockchain của chúng ta hướng tới một cái nền tảng blockchain cộng đồng hiệu suất cao. Tức là sao anh chị? Tức là họ sẽ hướng tới một cái tham vọng là cái nền tảng chúng ta có thể sánh ngang với những cái nền tảng như là hiện tại như là Binance hay là Solana anh chị. Thì gần đây anh chị có thấy là có nhiều bài báo cũng nói về cái nền tảng blockchain Solana. Nhưng mà trước đây thì anh chị, nếu mà chị quay lại lịch sử á, thì nền tảng Solana nó cũng sẽ xảy ra những cái điều giống như hiện tại chúng ta đang 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 xây dựng. Nhưng ở SCF có một cái điều anh chị lưu ý là hiện tại cái nền tảng SCF của chúng ta có 62 triệu ví, chiều đầu ví, tức là cái người tham gia anh chị. Và những cái ví này anh chị, nó có một cái điều đặc biệt anh chị có thể chia sẻ cộng đồng bên ngoài, đó là mỗi cái thành viên chúng ta là một cái nốt để đào ra cái đồng SCF anh chị. Tức là chúng ta sẽ không lo lắng khi chúng ta tham gia cái nền tảng này về phí. Tức là bất cứ anh chị tham gia một cái nền tảng nào, anh chị đầu tiên là anh chị lo lắng về phí đúng không ạ? Ví dụ anh chị tham gia một cái nền tảng blockchain Ethereum thì anh chị sẽ đi ra ngoài anh chị mua một cái đồng Ethereum. Hay là anh chị tham gia một cái nền tảng Binance, hay là anh chị tham gia một cái dự án, hay là anh chị mua đồng coin của Binance, thì anh chị sẽ đi tìm mua cái đồng Binance để anh chị làm phí, hoặc là anh chị mua một cái đồng Solana để anh chị tham gia một cái nền tảng Solana. Thì như vậy thì anh thấy là có rất là nhiều nền tảng đang vận hành, và những nền tảng đều ham muốn thâu tóm cộng đồng, nhưng mà họ quên một điều đó, đó là về phí. Thì chính cái nền tảng của blockchain của chúng ta đang có một cái điều rất là họ 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 đã chuẩn bị anh chị, tức là họ chuẩn bị là đầu tiên sẽ có một cái nền tảng mà tất cả những cái thành viên ở đây may mắn đã tham gia trước đây đều không cần phải lo lắng về phí, giống như anh chị đã ai đó đã tham gia cái mua cái đồng USD và chúng ta nhận cái cổ tức, tức chính là đó là cái đồng cái đồng SCF. Thì cái đồng SCF này sau này anh chị sẽ không cần phải lo lắng về cái phí giao dịch, bởi vì cái nền tảng chúng ta đã có chuẩn bị cho một cái gọi là cái nền tảng cho cộng đồng hiệu suất cao ha. Rồi ok, thì chúng ta sẽ tìm hiểu SCF là gì đúng không, chúng ta sẽ đi tìm hiểu là SCF. Thì ở đây chúng ta sẽ SCF đã được chuẩn bị trước anh chị, họ là một cái tập đoàn ha, họ đa ngành nghề và họ đã được chuẩn bị sẵn sàng có một cái nền tảng, có một cái hệ thống hệ thống về những cái là họ đã chuẩn bị trước rồi. Thì họ sẽ có ba cái công ty chính, và những cái công ty này anh chị lưu ý ha, chúng ta đang may mắn tham gia một cái nền tảng, và cái tập đoàn SCF này là tập đoàn của Mỹ anh chị nha, anh chị lưu ý nè, anh chị ghi nhận ghi ghi lại là chúng ta đang tham gia một cái tập đoàn của Mỹ. Thì gần đây anh chị sẽ thấy là hiện tại một cái nền tảng blockchain đó anh chị, tại sao gần đây Mỹ, tức là những cái luật về về blockchain hay là những cái pháp lý được 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 định ra đều từ Mỹ đó anh chị. Thì anh gần đây là những cái nền tảng lớn như là Binance hay là
hay là cái nền tảng như FX hay là những cái sàn lớn anh chị, sàn nổi tiếng đều phải 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 chịu cái sự quản lý bởi cái luật từ Mỹ ra, thì chúng ta tự tin và chúng ta may mắn chúng ta đang tham gia một cái nền tảng và cái công ty đó nó được ở Mỹ, thì mọi cái hệ pháp lý của chúng ta đều tuân thủ về cái luật về blockchain anh chị. Chúc mừng các anh chị ha. Thì cái tập đoàn của chúng ta bao gồm ba cái bộ phận chính, đó là cái SCF Technology và một cái SCF Investment, một cái SCF Foundation. Thì ở đây ba cái công ty đều 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 có cái giấy những cái giấy 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 xác nhận đó anh chị. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ tự tự tìm cho mình cái giấy xác nhận bằng cách là chúng ta sẽ vào những cái trang ha, họ cũng sẽ hướng dẫn cho anh chị có thể check được là những cái giấy tờ này nó minh bạch. Rồi thì công ty của chúng ta đang ở thung lũng Silicon nha anh chị, và ở California Mỹ. Anh chị có thể tìm hiểu, anh chị có thể vào đây anh chị copy ha, và anh chị sẽ ở đây Khoa cũng sẽ show cho các anh chị cái cách để anh chị có thể kiểm tra. Bởi vì khi chúng ta tham gia một cái nền tảng, chúng ta phải chứng minh đây là công ty có pháp lý rõ ràng, có giấy tờ rõ ràng, có tên tuổi rõ ràng, và công ty Mỹ và một cái bộ phận pháp lý họ chứng nhận đây là công ty có thật hay gì. Rồi chúng ta sẽ bấm SCF. Chúng ta là SCF Technology LLC đó không chị? Technology LLC. Và những cái năm và một cái điều anh chị lưu ý là trong cái năm 2024 này anh chị sẽ bắt gặp cái từ khóa đó là tuân thủ pháp lý trong cái blockchain. Thì tuân thủ pháp lý là gì anh chị? Tức là khi sau này những cái dự án để được tuân thủ thì họ mới được cấp phép, được lưu hành và được public trên cái thị trường. Và những cái công ty từ từ những cái công ty mà gọi là họ không có theo những quy định đó chị, họ sẽ từ từ họ sẽ bị delete bởi cái thị trường, bởi vì trong năm nay sẽ có xuất hiện nhiều cái thông tin mới, cái pháp lý, cái nền tảng mới, và những cái điều mà anh chị trước đây anh chị có thể là anh chị đã tham gia cái blockchain trong vòng 10 năm hay là 15 năm, nhưng mà anh chị sẽ thấy là năm 2024 là một cái năm hoàn toàn mà anh chị thấy là những cái điều mà nó sẽ xuất phát từ cái quốc gia đó là Mỹ, và công ty của chúng ta cũng may mắn được cấp phép từ Mỹ các anh chị. Đây anh chị ha, đây công ty chúng ta có thông tin này, anh chị có thể nhấn vào đây. Đây có tất cả các thông tin mà anh chị nhìn thấy, tất cả đều good. Good là gì anh chị? Là tốt, tức là nó tuân thủ, nó đầy đủ những cái điều để nó là chuẩn bị rồi, thì nền tảng của chúng ta có mọi thứ để chúng ta chứng minh cho cái người bạn của chúng ta, cái người thân của chúng ta, và là cái người xung quanh chúng ta hiểu là chúng ta đang tham gia một cái nền tảng và mình tự tin là một cái cơ hội ha. Rồi đây là cái điều thứ nhất. Rồi chúng ta có thể vào cái trang Investment Management ha, SCF Investment Management. Thì Khoa cũng đã test thử rồi, do đó Khoa cũng muốn cho các anh chị thấy là cái cách của mình làm sao mình chứng minh cho bạn bè của mình thấy được là cái công ty này nó có giấy phép. Thì anh chị sẽ vào cái trang đây anh chị. Anh chị copy đây ha. Investment Management. Hương có thấy cái màn hình đang được share không ạ? Có thấy không ạ? Rõ rõ đây Ok, rõ rồi. rõ Mình vào cái trang web của này ha. Mình sẽ mở cái trang đó ra. Thí dụ ở đây nó có cái thông tin là ở đây cái số đăng ký là 121939 anh chị. Rồi mình bấm cái trang web này. Mình đánh vào là 121939. Mình sẽ dán cái tên của công ty của mình ở đây.
thì của mình là một cái tập đoàn corporate nha anh chị, tập đoàn ha, thì chúng ta sẽ search đấy anh chị hiểu không, tức là cái những cái trang web này là cái trang web bên Mỹ nha, họ để cho mình để kiểm tra những cái công ty này có thật hay không, thì chúng ta nhấn vào đây, đây anh chị có đầy đủ những cái thông tin ha, đây đăng ký đây corporate ha, Active ha, 22 tháng 22 tháng 10 ha, tháng 11 à, tháng 8 rồi. Anh chị đấy có giấy tờ có thông tin ha, đó đó là cái cách để anh chị tin tưởng một cái công ty, một cái nền tảng mà khi chúng ta khi mà đã có pháp lý rồi anh chị không cần phải nghi ngờ, anh chị không cần phải nghi ngờ, anh chị không cần phải lo lắng, mà anh chị cứ 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 đi theo cái định hướng của công ty, và chúng ta cũng đang là những người may mắn được công ty bắt đầu để hướng dẫn để đào tạo, để anh chị hiểu được là những cái nền tảng, những cái công nghệ mới này nó như thế nào. Bởi vì năm mới thì chúng ta đang học cái mới, thì chúng ta đang tiếp nhận nó ha, thì chúng ta sẽ nói là à FSP là gì, SCF là gì, nền tảng nó như thế nào, thì chúng ta sẽ được công ty dẫn dắt và hướng dẫn à. Rồi thì chúng ta sẽ quay lại. Như vậy thì nãy chúng ta có xem cái đoạn clip, chúng ta sẽ thấy là công ty của chúng ta là một cái nền tảng SCF có cấu trúc chuỗi kép độc đáo anh chị, thì anh chị sẽ bắt đầu anh chị tiếp cận được là chuỗi kép độc đáo là gì, anh chị bắt đầu anh chị ha. Rồi thì Khoa sẽ không nói nhiều ha, nhưng mà chúng ta sẽ biết là công ty của chúng ta có những cái tính năng gì. Rồi, nền tảng blockchain được chuẩn bị từ 2017. Ở đây chúng ta không 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 bịa nha anh chị, chúng ta nói những cái thứ mà chúng ta có thể chứng minh được. Thì cái ví mà hiện tại công ty rồi manage anh chị, cái ví mà đầu tiên để tạo ra cái contract để làm cái blockchain, thì nó được chuẩn bị từ 2017 ha. Thì những người tiến trên hoặc là những cái kỹ thuật họ có thể show cho các anh chị những cái điều này. Và cái đồng coin gốc của chúng ta là cái đồng SCF, có bí riêng, có đa chuỗi và đa tính năng ha. Rồi một lát mình sẽ quay lại cái điều này. Và có đây chúng ta không có 61 triệu đầu ví và hơn 2 triệu đầu ví đang nắm giữ đồng coin. Và thiếu một cái điều lưu ý là 61 triệu đầu ví này nè anh chị, là những cái ví đang có khả năng tạo ra cái đồng coin từ cái node nào anh chị, nếu là mỗi người có một cái node nào nhiều hay ít, nhưng mà chúng ta đang có một cái sự đa chuẩn hóa trong cái cộng đồng này, là toàn thể cộng đồng đều là mỗi thành viên là một cái ví để tạo ra cái phí giao dịch anh chị. Thì anh chị sẽ thấy là chưa bao giờ anh chị thấy một cái nền tảng nó có một cái số lượng node nào nhiều như vậy, tức là anh chị thấy là ồ, thì ra có một cái nền tảng họ đã chuẩn bị hết rồi, tức là một nền tảng họ chỉ cần tham gia và họ sử dụng những cái tính năng, những cái hệ sinh thái trong đây mà họ không cần phải lo lắng về phí nha anh chị, không cần phải lo lắng về phí. Thì anh chị thấy là nền tảng của chúng ta có tốc độ, có băng thông lớn và có cái sự chuẩn bị như vậy, thì anh chị thấy là cái công ty của chúng ta đã chuẩn bị từ 2017 ha. Rồi một cái điều lưu ý nữa là chúng ta đang tham gia một cái nền tảng có ví riêng, có ví riêng, có đồng coin gốc, tức là cái coin đào anh chị, tức là cái đồng coin đào á, và coin nền tảng, anh chị nhớ nha, chúng ta tham gia một cái nền tảng gì đó có ví riêng, là một cái coin nền tảng và là coin đào, và nó có một cái điều nữa là nó là coin sàn luôn anh chị, bởi vì chúng ta sẽ có một cái sàn để giải quyết cái cộng đồng đó. Thì anh chị thấy là trước đây anh chị khi anh chị đầu tư một cái đồng coin hay là tham gia một cái gì đó, anh chị thường hỏi cái người giới thiệu của mình á, cái coin này có phải là coin nền tảng hay không, đúng không ạ, cái coin này có đào không, cái coin này có phải là coin sàn hay không. Thì như vậy chúng ta đang tham gia một cái dự án gì đó, nó bao gồm tất cả những cái thứ mà cái điều mà người ta mong muốn cơ bản, đó là coin nền tảng, coin đào, và cái coin và một cái ví riêng, và có cái coin đó nó là một cái coin chính trên cái ví đó luôn. Thì anh chị thấy là một cái nền tảng có số lượng người có ví đào nhiều nhất, không cần lo về cái cộng đồng,
Cái thứ hai là có vừa coi đào, vừa coi nền tảng, vừa có ví riêng. Cho mình cái quyết định là mình đang chọn đúng không ạ? Nếu mà ai ai thấy mình chọn đúng thì hãy comment một cái số gì đó để chúc mừng các anh chị là chúng ta đang ở một cái năm mới, chúng ta có một cái cơ hội năm mới. Rồi. Như vậy thì chúng ta thấy nè, chúng ta đang tham gia một cái công ty của Mỹ, pháp lý của Mỹ, vừa có coi đào nền tảng, rồi có ví, có số lượng cộng đồng lớn, và tất cả cộng đồng này đều không cần phải lo lắng về phí. Anh chị nhớ nha. Rồi, có đồng stable coin riêng luôn. Thì ở hiện tại cái đồng stable coin này anh chị, Khoa cũng đã trải nghiệm và thấy là có một cái bộ phận đang 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 ứng dụng anh chị, họ đang dùng đang thử dụng sử dụng miễn test trên cái đồng coin này, và có một cái lượng giao dịch rất là lớn, bởi những cái doanh nghiệp họ đang dùng một cái ứng dụng hợp tác với cái nền tảng của chúng ta. Thì cái stablecoin này nó về sau nó là một cái đồng coin chính trong cái việc là cái đồng fiat để làm cái đồng tiền chính để sử dụng trên cái nền tảng XRP này anh chị. Rồi. Anh chị thấy không ạ? Có đầy đủ hết rồi, đầy đủ hết rồi. Không thiếu gì hết. Thì như vậy thì chúng ta sẽ hỏi về tám cái hệ sinh thái. Hồi nãy Khoa có nói là all in one, tức là mọi thứ đều trong một. Thì cái hệ sinh thái nó bao gồm là gì? Cái thứ nhất là phiên swap. Phiên swap là một cái hệ sinh thái xuyên chuỗi mà chúng ta sẽ nói nhiều trong hôm nay, cái đồng FSB anh chị. Cái thứ hai là phiên show. Phiên show là một cái thế hệ game phi, tức là một cái hệ về về giải trí trong cái nền tảng này. Thì hồi nãy anh chị có xem cái đoạn clip á, thì anh chị sẽ biết là phiên sau của chúng ta là một cái công nghệ mới nữa anh chị, tức là nó là một cái thế giới game metaverse. Anh chị có thể tương tác, anh chị có thể tham gia hòa mình, và anh chị có thể làm mọi thứ trong đây, và chúng ta sẽ có một cái thế giới ảo luôn anh chị. Và có nhiều thứ, một cái công nghệ mới mà hoàn toàn anh chị, khi chị tham gia phiên show của chúng ta, anh chị sẽ thấy là công ty đã chuẩn bị rất là nhiều thứ ha. Và FUSD là một cái đồng tiền pháp định, là đồng tiền chính trong cái hệ sinh thái của chúng ta, để giữ cái giá trị của những cái đồng coin ha, anh chị quy đổi. Cái đồng phiên F, cái mã thông báo phiên FTP là một cái mã thông báo giống như là một cái chứng chỉ. Khi anh chị tham gia với cái nền ASM này thì anh chị sẽ có một cái phiên FPT để định danh các anh chị, để được chứng minh là cái tín dụng, những cái thứ mà anh chị giao dịch hay là anh chị tham gia cái nền tảng này. Rồi phiên Bay là một cái hình thức thanh toán xuyên chuỗi, giống giống như nãy có nói đó, tức là họ đang có một cái hệ thống doanh nghiệp, chuỗi doanh nghiệp, họ đang đang tương tác, họ đang sử dụng cái hệ sinh thái của FinBay để họ họ tham họ họ làm những cái gọi là cái chuỗi cung ứng, hay là những cái giao dịch ngân hàng, hay là những cái gì đó, thì FinBay nó thay thế trong cái hình thức của blockchain. Và phiên bill thì khi anh chị thanh toán thì anh chị sẽ có những cái phiên bill, nó là một cái thị trường giao dịch về cái chứng từ, tức mọi thứ đều chứng từ, thì anh chị dùng cái phiên bill này, nó thiên về cái những cái giao dịch về các công ty ha. Rồi. Và một cái điều nữa là anh chị rất là thích là cái thứ bảy là phiên X. Thì mọi thứ hệ sinh thái đều có một cái chợ. Thì cái chợ này khi mà nó sinh ra đời, nó sẽ giải quyết mọi cái việc giao dịch, kể cả về cái giao dịch những cái anh chị sẽ biết là những cái giao dịch về 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 cái những cái chứng khoán, hay là cái những cái giao dịch, tức là mọi thứ về giao dịch ha, thì anh chị sẽ tham gia một cái nền tảng phiên X. Và cái thứ 8 là cái phiên Box. Phiên Box thì gần đây anh chị nào đã tương tác trải nghiệm, chúng ta có thể tham gia cái ứng dụng tải cái ví về, chúng ta vào phiên Box, chúng ta có thể tương tác chạy là sử dụng thử. Thì chúng ta đang ở version 2 và chúng ta đã trải nghiệm bằng cái kịch biết là tạo group, hay là post bài, hay là like, hay là share, hay là chat với nhau ha. Thì anh chị sẽ biết là phiên Box này nó cũng sẽ là một cái công nghệ mới ở trong cái nền tảng của chúng ta, và nó sẽ nó là một cái mạng xã hội, và nó sẽ là nó hoàn toàn như cái phiên show, tức là nó giải quyết về những cái nhu cầu của cộng đồng. Thì anh chị thấy là tám cái hệ sinh thái của chúng ta nó đã từ từ chuẩn bị hoàn thiện, giống như là anh chị sẽ biết là tháng 3 này phiên swap sẽ ra đời. Phiên show cũng đã bắt đầu có những cái game để test,
chúng ta đã có cái đồng FUSD, chúng ta đã có cái phiên bay để cho những cái doanh nghiệp họ đang vận hành, chúng ta đã có những cái phiên bốc để anh chị có thể tham gia, và từ từ những cái hệ sinh thái này nó mở ra, nó gọi là launching anh chị. Thì anh chị thấy là 60 triệu đầu ví này sẽ có những cái thứ để bắt đầu vào giao dịch, thì anh chị sẽ thấy là mọi thứ nó khi mà nó vận hành thì nó sẽ tạo ra một cái một cái nó gọi là bùng nổ anh chị, tức là cái cộng đồng nó sẽ được lan tỏa, và chúng ta là những người may mắn, chúng ta là những người tiên phong tham gia cái nền tảng này nha. Rồi chúng ta sẽ biết là SCF là một cái nền tảng như thế nào, có hệ sinh thái như thế nào, có đồng coin gì, và đã được chuẩn bị như thế nào, và có một cái cộng đồng như thế nào, và chúng ta làm gì, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ làm gì thì chúng ta sẽ qua cái trang kế tiếp. Thì SCF Foundation hồi nãy Hoa cũng đã trình bày cho anh chị ha. Thì bất cứ một cái tập đoàn nào nó cũng có một cái quỹ, thì chúng ta đang tham gia một cái quỹ gọi là cái quỹ hackathon của cái đồng FSB ha. Thì bất cứ một cái công ty lớn hay là một cái tập đoàn lớn nào anh chị đều đầu tiên đều có một cái tập đoàn quỹ, tức là cái quỹ này nó là một là quỹ cộng đồng, hai là những cái quỹ cái nhà đầu tư, ba là những cái quỹ. Thì hackathon là một cái hình thức kêu gọi cộng đồng để đóng góp cái quỹ để chúng ta phát triển những cái công nghệ, những cái nền tảng hay là những cái hệ sinh thái. Thì anh chị biết là công ty SCF này có một cái tham vọng là khi họ xây dựng những cái nền tảng này và chính thức là họ có một cái lộ trình để lên sàn Nasdaq anh chị. Nhưng mà chúc mừng các anh chị là những cái người tiên phong, chúng ta là những cái người đầu tiên chúng ta tham gia ha. Rồi rồi chúng ta sẽ qua cái quỹ SCF Hackathon ha. Thì cái quỹ Hackathon này là một cái loại hình thức được phổ biến cho một cái nền tảng blockchain anh chị. Tức là muốn phát triển thì phải có quỹ, muốn có quỹ để chi để tài trợ cho những cái việc để những cái hệ sinh thái và cái phát triển cho những cái người lập trình anh chị. Họ đóng góp vào đây những cái công nghệ, những cái gì đó mới để bởi vì nền tảng đã xây dựng hết trơn rồi anh chị. Nền tảng đã xây dựng rồi, công ty đã xây dựng rồi, cộng đồng đã xây dựng rồi, thì cần cái gì anh chị? Tức là hệ sinh thái, tức là những cái ứng dụng giải quyết cái cộng đồng này như thế nào, thì Hackathon ra đời, và công ty sẽ định hướng là đây tới cuối năm 2025 là cái quỹ này nó sẽ là một cái quỹ lớn nhất thế giới, và nó có một cái tham vọng anh chị. Thì chúng ta cũng là những cái người may mắn đang đang join vào cái quỹ Hackathon này bằng cái việc anh chị đóng góp và anh chị nhận cái đồng FSB ha. Thì anh chị có thể tìm hiểu trên cái Google là Hackathon là gì, anh chị sẽ thấy là có rất là nhiều cái nền tảng trước đây như là Tron, như là Solana hay là như Near là đều bắt nguồn từ cái việc là họ gì họ tạo ra một cái quỹ Hackathon và họ 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 tập trung được những cái nhân tài về về lập trình, bởi vì trong đây có rất là nhiều cái quỹ tài trợ. Và khi mà nó phát triển thì nó sẽ tạo ra những cái hệ sinh thái giải quyết cái vấn đề của cái nền tảng đó. Và anh chị đã từng bỏ lỡ anh chị đã từng bỏ lỡ cái cơ hội để sở hữu những một cái giá trị của cái quỹ Hackathon đó, thì bây giờ chúng ta cũng là cái người tiên phong cho một cái nền tảng Hackathon mới, mà nó có một cái tham vọng là nó có thể đứng ở một cái vị trí mình có thể nói là vị trí top trên cái nền tảng và cái cộng đồng của cái nền tảng blockchain trong cái năm 2024 nha. Đây anh chị, hồi nãy anh chị có xem một cái đoạn clip của ông CEO, họ có nói là năm nay họ sẽ đi khắp nơi trên thế giới để quảng bá cái quỹ hackathon này, và họ đang đang gọi là chiêu mộ nhân tài anh chị, giống như là anh chị là họ sẽ hút tất cả những cái người giỏi để tham gia vào đây để tạo ra những cái dự án, cái sáng tạo, và họ quảng bá cái công nghệ của họ cho cái cộng đồng. Thì như vậy là chúng ta may mắn là chúng ta
đang ở một cái nền tảng mà cái cộng đồng này chưa biết họ là ai, họ giống như chúng ta đang ẩn danh anh chị, chúng ta đang chuẩn bị mọi mà chuẩn bị mọi thứ để chúng ta ra chiến trường. Thì khi mà cái dự án của chúng ta nó launching á, và cái cộng đồng blockchain họ đón nhận và họ thấy à có một cái nền tảng như vậy, có một cái cộng đồng như vậy, có một cái công nghệ như vậy, thì khi họ đón nhận chúng ta sẽ được hưởng lợi trong cái việc là chúng ta đang sở hữu ở một cái giá gốc đầu tiên, tức là chúng ta là những người tiên phong anh chị nha. Thì cái sáng kiến của quỹ Hackathon này nó mục đích là công khai nha anh chị, tức là chúng ta có thể theo dõi, chúng ta có thể đóng góp, chúng ta có thể cảm nhận được là cái lộ trình của quỹ Hackathon này. Thì ở đây anh chị chúng ta đã tham gia cái nền tảng, chúng ta sẽ nghe nói về cái việc đóng góp đối với cái đồng FSB. Thì cái min đóng góp ở đây ở thế giới nó là 500 đô, nhưng mà hiện tại chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng có thể đóng góp một cái mức tối thiểu là 100 đô anh chị. Thì khi anh chị đóng góp thì anh chị sẽ nhận được cái đồng coin gốc của cái nền tảng cái đồng tảng của Hackathon, là cái Hackathon này là cái đồng FSB, trị giá một đồng là 1 đô anh chị. Thì anh chị sẽ thấy là chúng ta đang là những cái cổ đông thành viên đầu tiên chúng ta đón nhận nó ha. Thì anh chị sẽ thấy là cái cơ hội của chúng ta rất là lớn, đúng không ạ? Chúng ta một cái nền tảng rất là lớn, mọi thứ đã chuẩn bị, chúng ta không cần phải lo lắng, chúng ta không cần phải phải suy nghĩ nhiều, bởi vì mọi thứ đã chuẩn bị rồi, chúng ta chỉ có là cái người tham gia và chúng ta đóng góp theo cái năng lực của chúng ta. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu chúng ta đóng góp về, nhưng công ty sẽ trả lại cho anh chị xứng đáng trên cái phần đóng góp của anh chị. Và cái phần tiền này nè, nó sẽ là cái phần để thúc đẩy cho cái nền tảng của chúng ta tạo ra những cái ứng dụng và những cái sáng tạo mới từ cái việc là mỗi cá nhân của anh chị. Nhưng mà anh chị lưu ý là gì? Cho dù anh chị không đóng góp, nhưng mà ở đây chúng ta có 60 mấy triệu thành viên ở trong cái cộng đồng này, thì khi họ hiểu họ sẽ đóng góp. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người đều có một cái phần trong này, mọi người đều có một cái vai trò trong này, đúng không ạ? Tức là khi chúng ta tham gia, giống như anh chị tham gia Internet cũng vậy, thì chúng ta đang là cái người hưởng cái lợi trong cái này, thì chúng ta phải đóng góp, chúng ta mới muốn cái nền tảng này nó phát triển, để gì? Chúng ta nhận được cái quyền lợi, cái giá trị của cái đồng SCF này. Thì anh chị thấy là mọi người hiện tại chúng ta đang trong cái giai đoạn bắt đầu, thì trước sau gì cái cộng đồng này cũng sẽ là những cái người tham gia cái quỹ Hackathon này anh chị, bởi vì chúng ta đều có quyền lợi, chúng ta đều có những cái giá trị, chúng ta là có những cái vai trò trong này, đúng không ạ? Giống như anh chị trước đây anh chị sẽ nghe nhiều người họ đã từng tham gia và họ không có biết cái đồng FSB này là gì, thì anh chị sẽ gọi điện cho họ hay là nhắn cho họ biết là cái quỹ Hackathon đã được mở ra và anh chị có quyền đóng góp, và anh chị sẽ nhận được cái quyền lợi là anh chị sẽ nhận được cái đồng Airdrop đó sớm hay muộn từ cái quyết định của anh chị. Rồi chúc mừng các anh chị nha. Rồi thì cái cách vận hành của cái SB là gì? Cái Hackathon này thì khi anh chị tham gia, anh chị đóng góp đó, thì 10% nó sẽ đóng góp trong cái việc là tổ chức cái sự kiện hay là cái hội nghị Hackathon. 10% sẽ mua là đốt cái đồng FSB này để tạo cái sự khan hiếm. Phần 80% còn lại anh chị thì sẽ là cái quỹ để trả thưởng cho những cái người phát triển cái gọi là cái người xung phong, cái người tiên phong dám dám để là cái người đứng ra để phát triển cái cộng đồng Hackathon này. Giống như anh chị đã gặp một cái người tiến trên hay là một cái người nào đó bảo trợ hay là giúp cho anh chị sở hữu, thì chính người đó là được cái hưởng cái quyền lợi trong cái 80% của cái việc phát triển cái cộng đồng Hackathon cũng như Free Swap anh chị. Thì cuối chương trình Pha cũng sẽ nói là như vậy, thì cái việc chia sẻ này nó có dễ hay không, thì một lát Pha sẽ chia sẻ cho các anh chị hai cái cách làm sao anh chị có thể phát triển cái cộng đồng một cách đơn giản nhất và một cách dễ hiểu nhất. Rồi chúng ta có nhiệm vụ, chúng ta phải mở rộng ảnh hưởng của cộng đồng, tức là anh chị là một cái thành viên, anh chị đang nhận cái ví của cái đồng SCF, anh chị mỗi ngày anh chị nhận
và anh chị có nhiệm vụ, anh chị có trách nhiệm, anh chị có vai trò là làm sao anh chị phải phát triển cộng đồng SCF này, cái cộng đồng của cái đồng FSB này, của cái hackathon này, cho cái cộng đồng để biết là chúng ta phải là cái người join vào đây nha. Rồi như vậy thì cái quyền lợi khi mà anh chị sở hữu cái đồng FSB này được quyền lợi gì? Bởi vì nếu mà có quyền lợi thì anh chị mới mong muốn sở hữu nhiều thêm, đúng không anh chị? Chứ không phải, không lẽ là cái điều kiện tối thiểu anh chị sở hữu là xong, không phải vậy ha. Thì để anh chị hiểu cái quyền lợi khi anh chị đóng góp, tức là anh chị đóng góp nhiều anh chị sẽ nhận nhiều, anh chị đóng góp ít anh chị tùy theo cái việc đóng góp của anh chị. Nhưng cái quyền lợi nó rất là quan trọng, bởi vì khi anh chị sở hữu cái đồng FSB này, tức là cái đồng anh giống như nãy có nói đó, là cái coin sàn. Coin sàn là gì? Là cái nền tảng về giao dịch, và anh chị nhận được bao nhiêu coin sàn thì anh chị sẽ sở hữu được cái giá trị của cái sàn giao dịch đó, đúng không ạ? Thì FSB giống như một cái coin sàn, là một cái đồng token quản trị của PhiSwap. Giống như anh chị đã từng biết là Uniswap hay là PancakeSwap, hay là gần đây anh chị dùng cái Bitkeep thì anh chị biết cái đồng BGC ha, là một cái đồng quản trị của cái giao dịch của coin sàn đó. Thì khi anh chị sở hữu nó, anh chị sẽ có rất rất là nhiều cái quyền lợi. Ở đây Khoa có thể nói là anh chị có 66 thành viên nè. Chúng ta đã bỏ lỡ anh chị, bỏ lỡ cái cơ hội để anh chị sở hữu những cái coin sàn như là Uniswap, như là PancakeSwap từ cái giá đầu tiên. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Ở đây ai đã từng bỏ lỡ, anh chị có thể comment số 3 để cho biết là mình đã từng bỏ lỡ. Thì cái cơ hội hôm nay mình đang có một cái cơ hội mới trong cái năm mới, và chúng ta đang sở hữu cái coin sàn FSB, và có một cái nền tảng rất là kinh khủng, và có một cái cộng đồng như vậy, thì chúng ta có bỏ lỡ nữa hay không? Là từ cái việc quyết định của anh chị ha, như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy là khi anh chị nắm giữ cái coin sàn này, anh chị sẽ nhận được cái phí giao dịch. Thì anh chị biết là cái phiên swap nó giống như, nếu mà mình nói cho nó đơn giản dễ hiểu nhất, thì nó như một cái dịch vụ đổi tiền của một cái ngân hàng nào đó giải quyết cho toàn thế giới. Việc là muốn đổi tiền thì anh chị tham gia cái dịch vụ này. Thì cái coin sàn nó sẽ nhận cái vực cổ tức của cái dịch vụ này, tức là cái dịch vụ này vừa đổi một cái tiền của một cái khách khách nào đó, vừa đổi tiền một cái cho ai đó, thì cái lấy cái phí giao dịch chúng ta hưởng được cổ tức. Như vậy anh chị thấy rất là thích thú khi có một cái dịch vụ chúng ta đang sở hữu một cái cổ phần của một cái dịch vụ nào đó đang đổi tiền, và ai đó đang cần đổi tiền trong cái blockchain, thì chúng ta nhận được cái phí dịch vụ ha. Thì nó nhiều hay ít thì anh chị sau này anh chị sẽ thấy là thì ra mình đã lựa chọn đúng, bởi vì mình đã sở hữu một cái đồng coin sàn trong cái việc giao dịch chuyển đổi ha. Rồi, tham gia những cái chương trình khuyến khích, tức là khi anh chị là cái thành viên sở hữu nhiều cái đồng này, thì cái PhiSwap nó tổ chức nhiều cái dịch vụ, giống như anh chị gần đây anh chị thấy là một cái chương trình gì đó của một cái sàn giao dịch như là Binance, OKX hay là Gate.io, hay là một cái sàn Bitget, thì bất cứ một cái chương trình gì mở ra, chúng ta đều được cái người đầu tiên được hưởng lợi từ cái việc khuyến khích đó, tức là được được những cái chương trình khuyến mãi nè, giảm giá nè, hay là một cái gì đó, tức là chúng ta là cái người đầu tiên, bởi vì chúng ta là người chủ, là cái người chúng được được gọi là cái được quyền đó, thì anh chị sẽ được hưởng những chương trình khuyến khích đó. Rồi, anh chị được quyền biểu quyết trên nền tảng DAO, thì anh chị có thể tìm hiểu sâu hơn trong cái DAO là như thế nào. Thì DAO là một cái quyền biểu quyết của một cái cộng đồng hackathon, họ có thể là vote với nhau những cái quyền biểu quyết. Thì cái này Khoa sẽ không nói sâu, nhưng mà sau này anh chị sẽ từ từ anh chị sẽ học, và anh chị sẽ thấy là cái quyền biểu quyết này rất là quan trọng trong cái việc là quyết định một cái điều gì đó. Giống như gần đây anh chị thấy một cái quyền biểu quyết về đốt một cái lượng đồng coin nào đó, hay là một cái quyền biểu quyết về định giá một cái đồng coin nào đó, hay là nó làm gì đó, thì đều cần một cái nền tảng DAO để cần cái số lượng vote. Thì mỗi anh chị sử dụng cái đồng đó thì anh chị cho mình cái quyết định ha. Rồi thì điều kế tiếp là cái điều Khoa rất là thích trong cái sở hữu cái đồng FSB này, là anh chị nhận cái đồng Airdrop của cái đồng coin list sàn PhiSwap. Thì gần đây anh chị nhìn thấy là rất là nhiều cái nền tảng coin, hay hay trước khi họ list sàn, họ sẽ thông báo là tôi chuẩn bị list một cái đồng coin, một cái dự án nào đó trên cái sàn của chúng tôi. Thì anh chị sẽ biết là
anh chị chưa bao giờ anh chị được cái quyền là anh chị sở hữu được một cái số lượng coin miễn phí của cái dự án đó. Nhưng những cái người đã từng đã sở hữu như cái đồng Uniswap hay đồng PancakeSwap hay là cái đồng hay là những cái nền tảng như Binance hay là Binance chẳng hạn, hay là một cái họ sở hữu một cái đồng tiền chính của nền tảng đó, họ được nhận nhận nha, nhận miễn phí từ cái dự án đó, được cái quyền chấp nhận của cái sàn đó. Như vậy thì anh chị hiểu là Finqraph khi list một cái sàn đó, họ sẽ có một cái điều kiện: anh muốn list cái đồng tiền của anh lên cái sàn, anh sẽ tặng cho cái cộng đồng của chúng tôi một cái lượng đồng coin đó. Anh chị thấy hấp dẫn không ạ? Thì như vậy thì anh chị đó, chúng ta đã từng bỏ lỡ, chúng ta chưa bao giờ chúng ta nhận được một cái đồng coin mà họ muốn list cái sàn của chúng ta và chúng ta nhận cái đồng coin đó. Hiện chị có một cái điều lưu ý là khi một cái đồng tiền chuẩn bị list sàn anh chị, thì nó cái việc tăng trưởng giá nó rất là cao. Thì như vậy là cái người sở hữu sàn đó, họ được quyền lợi đầu tiên, tức là tôi được nhận cái đồng tiền đó trước, và khi list sàn tôi sẽ bán thanh khoản ra cái giá trị cao chứ không có giá trị thấp anh chị. Thì anh chị thấy là một cái điều này là anh chị đã từng chưa bao giờ anh chị được cái quyền lợi đó, thì hôm nay là một cái điều mà anh chị sẽ quyết định sở hữu cho mình cái đồng USD để nhận được những cái đồng coin. Khi mà cái nền tảng của chúng ta nó được đạt một cái level cao thì tất cả những cái dự án khác đều mong muốn gọi là năn nỉ anh chị được list sàn trên cái đồng FSB của chúng ta. Thì chúc mừng các anh chị đang sở hữu cái đồng FSB. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, đây là một cái tiềm năng tăng giá. Thì một cái điều Khoa cũng muốn chia sẻ cho các anh chị là hồi nãy Khoa có nói là coi sàn, coi nền tảng, rồi đồng coi coi sàn, coi nền tảng, coi đào đấy mà. Thì tất cả những cái từ khóa đó anh chị đều cái khả năng tăng giá, cái tiềm năng tăng giá của nó là ít 1.000 tới 10.000 là bình thường nha anh chị, bởi vì Khoa đã từng trải nghiệm qua những cái nền tảng gọi là nghề chính thống hết gì. Thì bất cứ một cái nền tảng nó có những cái đồng coin đó thì cái việc tăng ít 100, 1.000 hay là 10.000 lần là một cái việc bình thường, nó không phải là một cái việc hiếm hay gì đó. Thì chúng ta có khả năng chúng ta tăng trưởng từ cái việc là chúng ta sở hữu cái đồng SP này với cái giá trị gốc là 1 đô anh chị. Rồi, như vậy thì cái giá trị sử dụng cái đồng SP anh chị, thì nãy Khoa có nói là để thanh toán cái phí giao dịch, tức là khi anh chị sở hữu cái đồng này để anh chị có thể dùng để thanh toán với một cái giá mức giá thấp, hay là anh chị dùng để quản trị, hay là thì sau này cái đồng FB này cũng là một cái đồng chính để 60 triệu thành viên kia khi họ rút cái đồng coin đào anh chị, họ swap ra họ hay là thanh khoản á, thì họ cũng phải dùng cái đồng FB này anh chị. Thì anh chị thấy là cái nhu cầu sử dụng của đồng FB rất là cao. Và cái điều thứ hai là anh chị có thể dùng làm phí gas, hồi nãy Khoa có nói đó, tức là dùng làm phí gas cho cái việc rút cái SF của cái nốt đào như vậy. Rồi, sử dụng 10% rồi mua lại đốt, hồi nãy Khoa có nói rồi ha. Rồi, phát hành FFB cho các nhà đầu tư tiến tính trong 80 ngày. Thì anh chị biết là nhiều người sẽ đặt cái câu hỏi là FFB có lạm phát hay không? Thì đây là một cái hình thức mà gần như là những cái nền tảng khác đang làm, tức là cái việc luật cung và cầu anh chị. Thì khi mà list sàn ở tháng 3 này anh chị, thì cái công ty họ đã chuẩn bị trong cái việc là để làm sao giữ được cái giá trị cao và được tăng giá cao nhất bằng cái việc là cung. Thì những cái người mà đang sở hữu hay là anh chị tham gia, anh chị nhận, thì công ty sẽ phát hành tiến tính ha, tức là sẽ có cái lộ trình chứ không có phát một lần để anh chị có thể thanh khoản ngay, bởi vì họ còn có cái thời gian để họ tạo được cái giá trị cho anh chị. Thấy là khi anh chị sở hữu này, anh chị không có muốn bán cái đồng USD này đâu chị. Đó là một cái điều mà bất cứ một nền tảng nào khi họ làm cái đồng tiền gọi là coi sàn anh chị không có cách nào, anh chị không muốn bán đâu anh chỉ muốn giữ nhiều thêm thôi. Thì cái cách phát hành tiến tính là để cho anh chị thấy được cái lộ trình của công ty họ đã chuẩn bị ha. Rồi, chúng ta sẽ như vậy, PinSwap là một cái hệ quan trọng, rất là quan trọng bậc nhất trong cái cơ sở hạ tầng của cái chuỗi SCF. Thì anh chị hiểu là SCF nó giống như một cái nền tảng, nó một cái nền móng sẵn, có mọi thứ, và PinSwap là một cái hệ sinh thái, là một cái giải pháp cho cái cộng đồng đó
Và cái VinFast là một cái điều bậc nhất quan trọng, bởi vì khi anh chị bắt đầu anh chị cần giao dịch, tức là anh chị dịch sử dụng cái dịch vụ này thì cần cái đồng FFP, đó là cái hệ sinh thái quan trọng bậc nhất. Thì anh chị thấy là cả cộng đồng 61 triệu thành viên đều sử dụng VinFast, anh chị đã thành công rồi anh chị. Tức là một cái dự án mà đã thành công ha. Rồi. Thì như vậy mình sẽ hỏi là cái VinFast nó có những cái đặc điểm nổi trội gì đúng không ạ? À? Thì đầu tiên chúng ta sẽ biết là cuộc cách mạng thanh toán chuỗi chéo. À, đây là một cái từ mà Khoa rất là thích anh chị. Anh chị đang tham gia một cái năm mới, một cái cơ hội mới, một cái công ty mới, có một cái dự án gì đó nó làm cuộc cách mạng, anh chị có thích không ạ? À? Tức là chúng ta đang tham gia một cái nền tảng SwingSwap có đồng FFP sẽ làm một cái cuộc cách mạng chuỗi chéo. Thì cuộc cách mạng nó sẽ là bao gồm những cái điều gì anh chị? Cái nhất là công nghệ, cái thứ hai là nó là một cái lượng người dùng rất là lớn, cái thứ ba là nó giải quyết những cái vấn đề về chuỗi chéo. Thì gần đây anh chị Khoa hay post những cái thông tin là những cái nền tảng chuỗi chéo cũ á, nó không thể giải quyết cái vấn đề về bảo mật anh chị, tức là hacker họ tấn công, họ họ có thể cưỡng đi rất là nhiều cái quỹ ở trong cái chuỗi chéo. Thì chúng ta đang đang đầu tiên lần đầu tiên chúng ta tiếp cận một cuộc cách mạng chuỗi chéo, nó bao gồm những cái thứ mà nó giải quyết những cái vấn đề của những cái nền tảng khai cũ khác anh chị. Rồi đầu tiên để làm cuộc cách mạng thì đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu là phải mượt mà, tức là tốc độ của cái chuỗi chéo này phải mượt mà anh chị. Nhờ gần đây thì anh chị thấy là có những cái anh chị tham gia những cái swap thì anh chị sẽ chờ rất là lâu, nhưng đối với free swap chúng ta chỉ cần là 3 giây anh chị, trung bình 3 giây, cho là đếm 1 2 3 là anh chị đã xong một cái giao dịch chuỗi chéo ha. Rồi và một cái băng thông rộng, bởi vì anh chị thấy là có một cái lượng cộng đồng sử dụng rất là nhiều ha, khả năng xử lý cao, tức là anh chị có một cái công nghệ và anh chị lưu ý là cái nền tảng ấy sẽ chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ trong cái việc là có cái tốc độ cao để giải quyết cái vấn đề băng thông ha. Rồi đây đã giảm thiểu độ trễ giao dịch, giúp thu hút nhiều người dùng dự án hơn. Thì anh chị chỉ biết là khi một cái giải pháp nó xuất hiện và nó giải quyết những cái vấn đề người dùng thì nó sẽ hút những cái lượng cộng đồng mới của những cái nền tảng khác. Thì anh chị sẽ thấy là cái nền tảng của chúng ta, cái điều mấu chốt quan trọng của VinFast là một cái cầu nối cho cái nền tảng chúng ta tương thích cho tất cả những cái nền tảng khác, như là cái mạng Ethereum, mạng Binance, hay là mạng Solana, hay là mạng Polygon, hay là mạng Tron chẳng hạn. Thì cái chuỗi chéo là một cái hình thức là giải quyết cái nhu cầu người dùng, và khi họ dùng họ cảm giác là tốt, họ cảm giác đánh giá cao thì họ sẽ chia sẻ, và cái nền tảng của chúng ta nó là một cái cầu nối để dẫn dắt tất cả những cái cộng đồng khác họ đến với cái nền tảng SCF. Thì anh chị thấy là cái VinFast nó rất là quan trọng và nó phải chuẩn bị đầy đủ những cái tính năng. Cái thứ nhất là tốc độ, cái thứ hai là mượt mà, cái thứ ba là tốc. Nó có một cái điều lưu ý nữa là phí giao dịch anh chị, phí giao dịch. Nếu anh chị giao dịch mà cái phí nó cao quá thì anh chị gần đây sẽ nghe rất là nhiều cái than phiền là tham gia một cái nền tảng gì đó và cái phí giao dịch nó làm anh chị đau đầu ha. Giống như anh chị giao dịch chỉ cần đổi 10 đô mà anh chị phải cần với gần 20 đô cho cái phí giao dịch thì anh chị sẽ muốn nghỉ cái nền tảng đó luôn đúng không ạ? À? Thì cái phí giao dịch cũng là một cái thứ mà quyết định cho cái cộng đồng tham gia cái nền tảng này. Rồi thì có một cái điều nữa mà Khoa cũng rất là đau đầu trong cái việc khi anh chị cái dùng cái swap anh chị, cái là chuỗi chéo, tức là cái trượt giá. Trượt giá gần đây anh chị sẽ thấy là có rất là nhiều cái giao dịch và anh chị thấy là bị mất tiền đúng không ạ? À? Anh chị thấy là giao dịch nó định giá là đổi là ra 90 đô, nhưng mà khi anh chị giao dịch xong cuối cùng còn có 87 đô. Anh chị không biết là cái lý do là như nào, nhưng mà anh chị quên là có một cái cảnh báo về trượt giá. Thì cái trượt giá này nó đến từ cái bị hiệu suất của cái đồng vốn và cái công nghệ anh chị. Thì cái khuyên xóa của chúng ta sẽ giải quyết luôn cái vấn đề đó, đó là trượt giá. Giống như anh chị đổi tiền á thì cái nhu cầu cao quá cuối cùng anh chị sẽ bị mất giá trị trong cái việc đổi tiền đó ha. Và cái điều thứ tư đó là nhờ chúng ta đang giải quyết mọi cái vấn đề ha, tức là chúng ta chuẩn bị một cái nền tảng để giải quyết mọi cái vấn đề người dùng trong blockchain và kể cả cái vấn đề của người dùng của cái nền tảng SCF luôn anh chị. Thì anh chị sẽ thấy là
một cái cuộc cách mạng nó phải hội tụ những cái điều đó, đúng không anh chị? Cái thứ nhất tốc độ, cái thứ hai phí, cái thứ ba giảm thiểu cái việc mất tài sản của người ta, và cái điều thứ tư là an toàn, đúng không ạ? À? Thì anh chị rất là may mắn đang sở hữu một cái nền tảng, nó là một cái nền tảng trong sắp tới nó sẽ bùng nổ, và anh chị đang là cái người sở hữu đầu tiên, và anh chị sở hữu mọi cái thứ trong cái FinTech này. Thì chúng ta phải cảm ơn chúng ta cho cái quyết định chúng ta anh chị. Đây, tại sao phải tập trung vào FinSwap anh chị? Rồi, chúng ta sẽ quay lại lịch sử anh chị. À, quay lại lịch sử, bây giờ chúng ta nói về giá ha. Thì lịch sử, bất cứ cái gì lịch sử đều là không biết nói dối, bởi vì cái đó là những cái con số, những cái thông thông tin. Thì anh chị biết là trước đây cái lượng của Binance anh chị, khi họ tạo ra một cái nền tảng lớn như vậy thì họ cần một, giống như hiện tại chúng ta đang tạo một cái nền tảng SCF, chúng ta cần một cái dự án gọi là nổi trội để làm cái cầu nối. Thì Uniswap cũng là một cái nền tảng về chuỗi chéo trong cái Binance. Và khi cộng đồng của Binance có một cái lượng giao dịch là 15 tỷ thì họ phải suy nghĩ ra là có một cái thứ gì đó giải quyết về vấn đề giao dịch, mỗi ngày thì sẽ có 1 tỷ cái lượng giao dịch. Anh chị thấy không ạ? À? Thì như vậy thì chúng ta cũng như quay lại cái lịch sử là như vậy, thì chúng ta sẽ nghĩ là nếu chúng ta có một cái lượng người dùng là 61 triệu thành viên cho cái nền tảng của chúng ta, thì chỉ cần 1% cộng đồng của chúng ta sẽ có được một cái lượng người dùng là 600.000 người sử dụng cái nền tảng của chúng ta, thì chúng ta sẽ không cần phải đi tìm người dùng giống như những cái nền tảng khác, tức là họ không cần phải đi quảng bá, mà chúng ta chỉ cần kích hoạt là chúng ta có được một cái lượng người dùng, và cái lượng người dùng này khi họ sử dụng, họ sẽ bắt đầu họ lan tỏa. Thì chị thấy là cái tốc độ về cái khối lượng giao dịch và cái tăng trưởng của chúng ta nó nhanh hơn, bởi vì cái cách làm của chúng ta nó khác anh chị. À, và cái dễ dàng tiếp nhận, tức là cái việc swap anh chị sẽ rất là dễ dàng, anh chị có thể dùng dùng cái ví của chúng ta, anh chị trải nghiệm là anh chị sẽ cần mở lên FinSwap, chúng ta giao dịch swap, cái là chúng ta sẽ thấy là cái tốc độ giao dịch và chúng ta chỉ nhận được cái đồng tiền đó ha. Thì làm sao phải dễ dàng thì nó mới cái tăng cái lượng người dùng là anh chị. Đây anh chị, chỉ đơn giản tôi muốn đổi tiền, tôi sẽ nghĩ tới FinSwap. Bởi vì sao? FinSwap nó có đầy đủ những cái tính năng đó, thì khi mà cộng đồng ra của crypto anh chị, họ chỉ cần một cái quan điểm đó thôi là anh chị đã là cái người thắng lớn. À, chúng ta đang thắng lớn trong cái việc là dễ dàng tiếp nhận ha. Rồi. Nhanh chóng tiếp cận thị trường. Hồi nãy qua có nói là cái thị trường này nó có sẵn rồi, chúng ta có một cái lượng cộng đồng rồi. Thì chúng ta chỉ chờ khi mà cái tháng 3 này nó lít sàn, nó launching, thì chúng ta bắt đầu hưởng lợi từ cái việc cái dự án này nó được bắt đầu anh chị. Đây, bắt đầu từ cái lượng người dùng của Binance là 167 user, 67 triệu user anh chị thấy không ạ? À? Và cái lượng người dùng của Uniswap là hơn 30 triệu anh chị. Đó, anh chị thấy không ạ? À? Thì anh chị sẽ thấy là những cái thông số này chúng ta sẽ dư sức để tạo ra một cái kỷ lục mới ha anh chị. Sau cái tháng 3 anh chị sẽ nhìn thấy. Rồi. Đây là những cái so sánh anh chị. Thì anh chị sẽ thấy là chúng ta có những cái điểm nổi trội hơn. Nổi trội hơn là gì? Chúng ta có sẵn cái cộng đồng, và cộng đồng họ đang chờ đợi, họ chỉ cần năn nỉ là ơi FinWrap ơi, mau ra đời đi, mau mau lau chân đi để tôi sử dụng. À, và tôi sẵn sàng tôi chia sẻ, bởi vì cái quyền lợi đó là cái quyền lợi nó phải phải làm anh chị, sẵn có rồi. Nó chứ không phải chờ đợi như Binance phải phải làm ra xong rồi bị quảng bá, hay là đi tìm người dùng, hay là đi 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 khuyến mãi, hay là đi tặng, không, không phải vậy chị. Ở đây chúng ta là một cái cộng đồng, chúng ta sẵn sàng rồi ha. Rồi, kích hoạt 1%, mà chúng ta kích hoạt 1% ha, là chúng ta đã có được 610 triệu thành viên. Rồi, đón uptrend, đây là một cái điều cũng là cái điều may mắn, là những cái nền tảng khác chưa bao giờ có một cái năm mà cái cộng đồng, cái người dùng đang chờ, đang đang tìm hiểu, đang đang tìm hiểu, đang sở hữu và đang đón cái việc này, tức là họ đang sở hữu cái nền tảng, họ đồng tiền, và họ họ đang chờ một cái ứng dụng gì đó cho phép họ đổi tiền, gọi là swap anh chị. Và khi có một cái nền tảng nó xuất hiện và nó là một cái trend,
thì chúng ta cũng là một cái điều may mắn, chúng ta bùng nổ trong cái 2024 nè. Dự kiến ra mắt tháng 3 ha, mình sẽ dự kiến nhưng mà có thể ra sớm hơn hay là ra trong cuối tháng 3 thì mình sẽ cũng sẽ chờ đợi, bởi vì công ty đã chuẩn bị sẵn sàng rồi anh chị, chúng ta không cần phải lo lắng. Rồi thì ở đây nó có một cái điều nữa là bất cứ một cái dự án gì đó nó cũng phải là thời điểm để ra mắt, đúng không anh chị? Muốn thành công anh chị phải chọn đúng thời điểm, gọi là thiên thời địa địa lợi. Thì tháng 3 là cái tháng mà tại sao công ty họ chọn, bởi vì SwingWap đã có sẵn anh chị, nó có sẵn rồi, nó chỉ chờ đợi để đợi đúng thời điểm họ list cái sàn đó, họ list lên sàn để họ, bởi vì thời điểm nó rất là quan trọng. Thì thời điểm tháng 3 là một cái thời điểm mà lịch sử đã ghi nhận những cái chu kỳ, và cái chu kỳ tháng 3 là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta chọn lựa khi chúng ta launching. Thì những cái đây là những cái thông số thông tin anh chị. Thì anh chị không không làm gì cả, anh chị cũng cũng có thể không không làm một cái làm gì cả, thì công ty cũng chọn đúng cái ngày đó là cái thời gian launching anh chị, bởi vì họ đã chuẩn bị ha, họ chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi thì họ chọn cái thời điểm. Bởi vì có những cái dự án họ tới thời điểm đó họ còn không có làm gì kịp, nhưng mà đối với chúng ta làm rồi, chúng ta chuẩn bị bài mâm rồi, và chúng ta chọn cái ngày để làm gì, chúng ta công bố, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng là một cái nền tảng, nó là chuẩn bị rồi, chúng ta may mắn, chúng ta chỉ thời điểm này chúng ta lan tỏa và chia sẻ cái sự kiện này thôi, tức là cái sự kiện ra mắt của cái đồng FP anh chị. Rồi như vậy thì đây là những cái lịch sử tiềm năng tăng giá, anh chị sẽ tìm hiểu lại cái đồng tiền Uniswap của như của Binance hay là PancakeSwap anh chị. Anh chị chỉ nhìn thấy là giống như cái lời Khoa nói đó, là để tăng trưởng 100 hay là 1.000 lần cho một cái coin nền tảng, anh chị có thể tìm những cái đồng coin ha, anh chị thấy là lịch sử blockchain không bao giờ nói dối. Những cái việc nó đã diễn ra mà nó đang diễn ra như vậy thì anh chị sẽ biết là trước đây anh chị đã bỏ lỡ cái cơ hội để anh chị tham gia một cái coin nền tảng Binance chẳng hạn, và anh chị đón nhận trong cái việc là khi một cái đồng coin list sàn Binance thì ai là cái người được hưởng lợi trước? Đầu tiên là những cái cổ phần cổ đông trong cái sàn đó anh chị, bởi vì họ là cái người nắm thông tin và họ được hưởng lợi, bởi vì những cái người đó dám tiên phong là cái người để đóng góp cho cái sàn Binance đó. Thì anh chị đã từng bỏ lỡ những cái việc sở hữu như vậy, thì hôm nay chúng ta là những cái người đầu tiên chúng ta sở hữu cái nồng coi gốc, cái coi nền tảng, và một cái nền tảng rất là lớn, và họ đang chuẩn bị để chuẩn bị launching. Thì anh chị sẽ thấy là những cái điều xảy ra trước đây anh chị sẽ gặp lại ha. Rồi cái đồng Cash list 2 tháng 9 2020 đạt tháng 5 là x190.000 lần anh chị ha. Thì chúng ta mong muốn ở cái đồng mà FSB chúng ta gần đây chúng ta sẽ nói là x300 ha, nhưng mà phải nói là 300 thì ít quá. Có thể những người lớn tuổi nói bây giờ cô chỉ cần x10 thôi, nhưng vậy thì anh chị vậy thấy là chúng ta may mắn anh chị, chúng ta may rất là may mắn ha. Và một cái điều nữa anh chị, gần đây rất là nhiều người họ nói là cái đoạn clip của cộng đồng của chúng ta đó, ủa sao nói công ty Mỹ mà sao toàn là cộng đồng ở ở châu Á, Đông Nam Á hay là những cái quốc gia mà nó gương mặt nó là không có người Mỹ đâu hết anh chị. Tức là mình sẽ đặt câu hỏi nha, thì ở đây chúng ta cũng là cái người may mắn đang ở cái quốc gia mà như vậy, bởi vì cái nền tảng này họ ưu ái cho những cái cộng đồng nước quốc gia thứ ba anh chị, trong cái sách trắng anh chị có thể đọc ha. Thì họ mong muốn là cái cộng đồng của những người nước thứ ba họ sẽ bình đẳng trong cái thế giới blockchain này, và họ sẽ ưu ái, tức là họ phát triển hay là họ làm những cái sự kiện đều đều tập trung vào những cái vừa cái nước thứ ba như là châu Phi hay là những cái vùng Đông Nam Á. Thì chúng ta sẽ thấy là những cái cộng đồng này rất là nhiều gương mặt mà chúng ta cứ tưởng là một cái dự án của châu Á, không phải anh chị, đây là một cái dự án của Mỹ nha. Rồi FB dự kiến tháng 3 uptrend mạnh 2025, thì chúng ta đang là những cái thành viên đầu năm, và đây đó tháng 3 anh chị có quyền cho mình để anh chị sở hữu cái đồng FB này với giá là 1 đô. Anh chị thấy không ạ? À? Tức là cái cơ hội để anh chị cái cơ hội để còn được anh chị trong vòng 2 tháng nữa để anh chị sở hữu bao nhiêu là quyền quyết định của anh chị. Và một cái điều nữa Khoa muốn chia sẻ là những anh chị đã tham gia và chưa có sở hữu được cái đồng SCF của mình á,
Tức là anh chưa chưa biết á, thì anh chị hãy liên hệ tuyến trên của mình đi, anh chị cho mình để làm sao để sở hữu được một ít cái đồng RCF, để cho anh chị thấy là khi anh chị đã tháng 3, anh chị sẽ thấy là anh chị sẽ nhận được cái giá trị của cái nền tảng này ha. À, anh chị có thể năn nỉ họ để làm sao anh chị chia lại mua sở hữu được một vài cái đồng SCF, cái nền tảng, để anh chị có thể đồng hành trong cái việc là tháng 3 này khi nó sàn thì anh chị có thể thấy tăng trưởng của cái đồng SCF cũng như cái đồng SB anh chị. Rồi. Bây giờ thì khi mà chúng ta tham gia, chúng ta sẽ đánh giá rủi ro trong cái việc nói chung là kinh doanh hay là đầu tư hay là sở hữu gì cũng vậy, anh chị sẽ đánh giá rủi ro ha. Thì ở đây chúng ta có thể coi cái việc rủi ro này nó như bằng rất là nhỏ so với cái việc tăng trưởng, đúng không mày, đúng không chị? Tức là anh chị có thể là chia sẻ với một cái người nào đó, ở đây Khoa kể một cái câu chuyện để cho anh chị thấy là cái rủi ro nó không còn là rủi ro nữa anh chị. Tức là cái anh đó ảnh mời ra ba người uống trà đá anh chị, tức là họ mời uống cà phê nhưng mà họ không uống cà phê, họ không có tiền, họ mới uống trà đá. Thì anh cũng chia sẻ cái cơ hội này với một cái giá, một cái mức 100 đô, nhưng mà anh nói là nếu tôi cho anh cái cơ hội 100 đô này được ít 10 lần, tức là 1.000 đô, nhưng mà anh không cần phải bỏ cái số tiền đó ra. À, tức là không, tức là cái lợi nhuận thay vì bỏ 100 đô, nhưng mà ở đây chúng ta cũng không cần phải bỏ nó ra, bằng cách là anh gọi cho ba cái người bạn thân nhất, thì anh đó cũng nghe tin, và anh đó cũng gọi ba người bạn, và khi bốn người cùng ngồi nhau bàn luận về cái nền tảng này anh chị, họ quyết định họ tham gia cái nền tảng này với 100 đô, thì chính cái người gọi ba người đó họ tối về họ rút về là gần 90 đô anh chị. Tức là họ gần như hoàn vốn mà họ tham gia một cái nền tảng mà họ có cơ hội để nhận được 1.000 đô miễn phí nếu cái đồng tiền này nó tăng lên 10 lần. À, anh chị thấy ok mà. Tức là một cái cơ hội mà nó đến từ một cái việc là cái người bình dân nhất, một cái người có cái việc là họ chỉ cần ngồi cà phê, thay vì cà phê họ uống trà đá, họ cũng có thể bốn người bạn và đến cùng với nhau cùng được tiếp cận cơ hội này, và cái người mà gọi ba người đó họ cũng nhận được cái phần thưởng và họ sẽ được miễn phí trong cái cơ hội này. Anh chị thấy có một cái điều gì đó nó đến từ cái việc là chia sẻ cộng đồng, nó đến nhanh như vậy. Tức là cái cơ hội nó gọi là rủi ro nó như bằng không, bởi vì anh đó sẽ không có trả cái đồng nào hết, ngoài cái việc là gọi điện tạo cơ hội cho ba người bạn của mình, đúng không ạ? Anh chị thấy một cái cơ hội gì đó nó tuyệt vời như vậy, thì anh chị comment cho mình số 8 ha. Tức là đơn giản, bốn một người bạn gọi một người bạn, và người bạn đó nói một cái cơ hội có khả năng là tháng 3 này sẽ được 1.000 đô nếu anh gọi ba người bạn nữa, thì bốn người cùng nhau nghe một cái cơ hội và họ cùng xuống một cái gói là 100 đô, thì cái người đó họ được tối đó họ nhận về cái hoa hồng là gần như là bằng cái số tiền họ bỏ ra anh chị. Chưa bao giờ có một cái cơ hội như vậy, và cái chính sách rất là tuyệt vời nha. Rồi, giả sử hôm nay chúng ta mất 500 đô hay là 100 đô, nhưng mà cái cơ hội chúng ta nhận được là ít 10 lần, tức là 50 ngàn đô, đúng không ạ? Ủa, 100 lần á, ít 100 lần là 50 ngàn đô, thì mình cũng sẽ nói với người bạn của mình là có một cái cơ hội tháng 3 này, có cơ hội là mình sẽ tăng ít 10 lần hay ít 100 lần cho cái số tiền mình bỏ ra. Nhưng anh chị có thể gọi thêm ba người nữa để ngồi cùng bàn luận nữa, thì ba người đó chính là cái người được cái người kia họ họ giới thiệu, họ tạo cái cơ hội đó, giống như phải nói là cái năm mới có một cái điều gì đó mới và cái cơ hội mới, và với một cái chi phí rất là thấp, nhưng cái cơ hội đó có khả năng anh chị được nhận được một cái giá trị, một cái đồng tiền đó, và anh chị không cần phải bỏ tiền ra, bởi vì cái chính sách này nó sẽ trao quyền cho cái cộng đồng khi anh chị chia sẻ một cái điều rất là tuyệt vời các anh chị. Rồi, chưa bao giờ có một cái giải pháp kiếm thu nhập nó tuyệt vời như vậy, thì anh chị sẽ làm sao chia sẻ cho cái cộng đồng của mình đến từ cái việc là cái ngân sách marketing, tức là 80% nó trả về cái việc phát triển cộng đồng ha. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe ha. Thì hôm nay năm nay cũng là một cái năm mới, Khoa có thể là cái buổi chia sẻ của Khoa nó có thể là hơi dài dòng, nhưng mà đó là một cái trải nghiệm mà cái điều Khoa muốn nói ra trong cái năm 2024 này, bởi vì
cái lựa chọn là cái quyết định của chính chúng ta. Thì trong năm mới chúng ta phải chọn một cái điều gì đó mới. Thì trong cái SCF này Khoa thấy là có nhiều thứ Khoa để học, tức là bản thân của Khoa cũng là học rất là nhiều trong cái nền tảng này anh chị, tức là phải tìm tòi và tìm hiểu và mình vỡ òa ra, mình thấy là thì ra có những cái thứ mà có thể là mình trải nghiệm, mình hiểu thì mình phải làm cho mình chia sẻ. Và những cái điều mới thì anh chị sẽ thấy là nó những cái điều mới chúng ta sẽ không dễ dàng tiếp 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 nhận đúng không anh chị, nhưng nó là một cái cơ hội cho các anh chị. Và cái cơ hội này nó có một cái việc là rủi ro rất là thấp, thì chúng ta không có lý do nào chúng ta không đón nhận. Và chúc mừng các anh chị là những cái người đầu tiên tiên phong đón nhận cái nền tảng SCF này. Và Khoa cũng muốn chúc phúc cho các anh chị là tháng 3 này chúng ta sẽ gặt hái quả một cái thành quả thật là lớn, và chúng ta sẽ từ đó chúng ta sẽ tạo ra một cái đà để chúng ta lan tỏa cái nền tảng SCF này. Cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị. Ok. Xin cảm ơn bài chia sẻ của Khoa, rất là tuyệt vời. Nghe xong bài chia sẻ của anh Khoa thì Hương thật sự là rất mong muốn là mình phải sở hữu nhiều hơn nữa FSB. FSB là cái sàn phi tập trung. Sàn thì có nền tảng, có cộng đồng, rồi có công nghệ chuẩn chỉnh, rồi đúng cái thời điểm công ty lít sàn là cái thời điểm mà Heaven, thì không có lý do gì mà ở đây chúng ta không sở hữu. Chưa ai chưa sở hữu thì hãy sở hữu, và ai đã sở hữu rồi thì hãy sở hữu thêm. Và các anh chị ở trong, cô chú ở trong phòng Zoom của chúng ta mà nghe xong cái phần chia sẻ của anh Khoa, thì chúng ta hãy mau liên lạc với cái người mà mời chúng ta vào Zoom để chúng ta đưa ra quyết định nhanh nhất. Chúng ta sẽ sở hữu cái đồng FSB, để ngày mai là chúng ta có thể nhận được cổ tức từ công ty. Thật là tuyệt vời. Và đến tháng 3 thì chúng ta có một cái cơ hội nhân tài sản của mình lên gấp nhiều lần. Có phải rằng là một cái cơ hội đầu tư mà chúng ta thời gian rất là ngắn, đúng không có nhà nhà? Công ty đã có định thời gian vào tháng 3 là công ty list 5 sàn lớn. Như vậy thì một cái cơ hội đầu tư, khi chúng ta bắt đầu đầu tư thì chúng ta đã có cổ tức, và ngoài cổ tức thì chúng ta có cái cơ hội để chúng ta nhân cái tài sản của mình lên gấp nhiều lần. Qua cái bài chia sẻ cũng như là phân tích của anh Khoa thì đây là một cái nền tảng, đây là một cơ hội, và rất là tuyệt vời, một cơ hội và đầu năm mới, một đầu năm của một cái năm gọi là tài chính, năm của 2024 sẽ là một năm thịnh vượng, đối với những ai hiểu về tài chính và tham gia vào tài chính. Và em Hương cũng xin chúc cho tất cả các cô chú anh chị em mình có trong Zoom ngày hôm nay, một cái năm mới, một cái năm 2024 là chúng ta bước với cái năm này chúng ta thật nhiều là sức khỏe cũng như là thật nhiều may mắn, và chúng ta thịnh vượng trong cái năm này, năm 2024. Và xin chúc cho cả nhà chúng ta có một giấc ngủ ngon, và em Hương xin chào tạm biệt và kết thúc Zoom ở đây.